Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok, anh em ơi, hôm nay mình lại tiếp tục làm thêm một video về mini world mới cho anh em xem đây. Và trước khi vào video này nè, mấy bạn cũng đừng quên một cái câu nói quen thuộc của mình nha. Đó chính là anh em đừng quên là để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nè, giúp cho mình mau mau được 1 triệu người đăng ký nha anh em. Anh em nhớ mỗi người đăng ký họ cho mình một đăng ký thôi, làm từ từ dâng lên thành 100.000 người luôn, sau đó lên thành 1 triệu người luôn. Đó, mình gần đạt được 1 triệu người đăng ký rồi đó. Mấy bạn đừng quên là ủng hộ cho mình mau mau đạt được 1 triệu người đăng ký nha. Ok bạn ơi, thì hôm nay mình có gọi là quà mời anh Dịch vào trong đây quay video chúng mình nè. Anh Dịch ổng đang làm gì vậy? Dịch! Dịch! Anh tỉnh đi anh đang bị gì vậy? Đang tập cơ đít. Gì đây? Đang tập cơ đít gì? Ok, hôm nay mình có mời anh Dịch vào trong đây để quay video cùng với mình mấy bạn ơi. Cho nên là mấy bạn nhớ là đừng quên là qua bên kênh của anh Dịch để ủng hộ cho anh Dịch nữa nha. Hôm nay thì bọn mình chỉ quay có được 2 người thôi, tại vì cái map mini game hôm nay chỉ quay được 2 người thôi. Chứ không thôi mình sẽ mời thêm Timmy vào nữa là thành bộ ba bá đạo luôn á. Còn hôm nay thì mình chỉ mời được anh Dịch thôi nha mấy bạn. Ok, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào video thôi, thì mình sẽ nói cho bạn biết hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì nha anh em. Let's go. 1 hour later. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình với anh Dịch đã vào trong cái map mini game của chúng ta ở đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì thì mình sẽ cho anh em xem nha. Đằng sau lưng mình anh em có một cái rương, và trong cái rương này nè các bạn xem nè, chúng ta đang có gọi là một con vua màu đỏ nè, một con lính đỏ nè, một con cung thủ đỏ nè, một con đấu sĩ đỏ nè, đó mày thấy không? Thì chúng ta đang có những con này, chúng ta có thể gọi nó là búp bê, cũng có thể gọi nó là Lego, cũng có thể gọi nó là đất nặng mấy bạn ơi, tại vì mình không biết gọi nó là gì cả. Nói chung bọn nó là những con người tí hon đó. Thì hôm nay nè, mình với anh Dịch sẽ cùng nhau gọi là đặt mấy con người tí hon này ra và cho bọn nó quýnh nhau á, mấy bạn hiểu không? Đó, anh Dịch đang ở bên phòng bên kia kìa. Giờ đây, thấy em không anh? Không thấy. Gì không thấy anh? Em thấy anh mà sao anh không thấy em được? Xạo. Ok rồi, bây giờ mấy bạn chỉ cần đi xuống dưới đây nè, mấy bạn mình sẽ cho mấy bạn xem nha. Bạn đi xuống đây nè, sau đó là mấy bạn chỉ cần gọi là đặt mấy con gọi là búp bê này ra. Mình sẽ gọi nó là búp bê nha, búp bê tí hon nha. Đây, con này là con vua nữa bạn, đó con này chính là con vua nè. Sau đó tiếp theo nữa mình sẽ đặt gọi là con lính ra nè, thấy không? Con lính nè, mình sẽ đặt mấy con lính ra, đặt nhiều ra đó, đặt quá trời luôn, mày thấy không? Đặt một nùi luôn. Ok, mình sẽ đặt vào đây hết nha. Rồi, trời, bọn nó đông quá bạn ơi, cho nên đặt gọi là đặt từ nãy giờ mà chưa xong nè. Rồi, tiếp theo nữa là con cung thủ. Mình sẽ đặt con cung thủ. Ê, con này đi xuống, ai cho mày lên cầu thang? Ok. Rồi, bây giờ mình cho mấy con gọi là không sử dụng kiếm đánh nhau trước đi. Rồi, con sử dụng kiếm với con sử dụng cung là đánh nhau sau nha Dịch. Là bây giờ, là sao? Là bây giờ mình cho con gì ra trước nè? Bây giờ là anh cho con vua với lại là mấy con không cầm vũ khí ra trước đi. Rồi, mình sẽ đặt mấy con cầm vũ khí ra sau. Ok rồi, bây giờ cho con vua này với cả mấy con không cầm vũ khí ra trước nha. Đấy, đặt ra là một lô một ốc nè, đặt hết nha. Mấy bạn xem kìa, bên anh Dịch là con màu xanh đó bạn ơi. Nói không, bọn nó đang tiến lại gần đây nè, bọn nó chuẩn bị quýnh nhau nữa bạn. Bây giờ mình sẽ mở cửa cho bọn nó quýnh nhau nha. Từ, mở cửa nè, bạn xem nè. Quýnh. Ồ, bọn nó quýnh nhau kìa, anh em thấy không? Trời ơi, bọn nó quýnh nhau kìa. Trời ơi, bây giờ mình với anh Dịch sẽ xem coi là mình với anh Dịch người nào sẽ đạt được nhiều điểm hơn nha. Ui, anh Dịch được 1 điểm rồi nè. Mình cũng được 1 điểm luôn. Wow. Cố lên các con ơi, cố lên. Quýnh nhau đi mấy cưng. Quýnh nhau đi. Trời ơi, các bạn xem nè, các bạn quýnh nhau nè. Sắp là cả đánh lẫn lộn, trời má nó đấm mình luôn rồi. Trời ơi, đi quýnh, nó quýnh mình danh Dịch luôn mày ơi. Đứng lên luôn kìa. Ôi, chạy Dịch đi, vô phòng đóng cửa lại, vô phòng đóng cửa lại anh. Trời, mà nó quýnh luôn mình danh Dịch luôn mày ơi. Ok, xong quýnh nhau đi mấy đứa. Ok rồi. Nhau đi. Ôi, các bạn xem kìa. Ô, anh Dịch được 10 điểm rồi, mình mới được có 7 điểm à. Cố lên. Màu đỏ cố lên. Trời ơi, con màu đỏ của mình đang nhiều hơn mấy anh em ơi. Con màu đỏ của mình đang nhiều hơn con màu xanh của anh Dịch nè. Đó, trời. Đánh đi các con. Quýnh đi. Quýnh nhau đi. Trời, đó, anh Dịch sợ chưa? Con màu đỏ của em đang nhiều hơn nè. Rồi, chết con màu xanh của anh Dịch luôn rồi. Ok. Rồi xong, chết luôn. Rồi xong, để ra ngoài coi. Trời, bên anh Dịch bây giờ chỉ còn có vài con màu xanh thôi à. Ồ không, còn nhiều chứ. Ôi, màu đỏ của mình mạnh quá anh em ơi. Ui, mình 12 điểm rồi nè, anh Dịch mới được 10 điểm thôi, vậy là mình hơn anh Dịch rồi. Quýnh nó đi. Ê, quýnh nó đi. Trời, hay chưa? Là mấy con màu xanh của anh đang phát hiện ra nó bị bên đây. Mấy con màu xanh của anh yếu xìu. Anh coi nè, mấy con màu đỏ của em quýnh gần chết hết mấy con màu xanh của anh luôn rồi nè. Mấy bạn xem kìa, con của mình đang dí theo anh Dịch kìa. Đóng cửa lại anh, trời ơi.
Rồi xong, rồi xong nó chui vô nhà anh dịch luôn rồi. Rồi xong nó chui vô nhà anh dịch, tôi uống anh dịch luôn. Rồi xong, rồi xong cái con màu đỏ mình uống anh dịch luôn các bạn ơi. Không biết anh dịch có uống lại cái con đó không đây. Ok. Rồi. Anh dịch đã giết được con đó các bạn ơi. Đây các bạn xem nè. Ôi ôi trời, trời ơi, mấy con màu xanh của dịch chết hết luôn rồi. Yeah. Yeah, mình chiến thắng rồi bạn ơi. Trời ơi, game là dễ. Dịch dở quá dịch ơi. Ok rồi, mình màn 1 mình đã đạt được 21 điểm, anh dịch chỉ đạt được có 11 điểm thôi. Mình hơn anh dịch đến 10 điểm lận các bạn ơi. Để coi màn 2 sẽ như thế nào nha. Ok, let's go. Rồi, bắt đầu nè. Vô thôi anh em ơi. Rồi màn 2 này bây giờ mình không chơi đánh thường nữa mà mình chơi cung thủ. Ok rồi, màn 2 này chúng ta sẽ chơi bằng cung thủ nha anh em. Chúng ta có 15 con cung thủ nè. Thì anh muốn đấu bao nhiêu con đây? Chơi cung thủ và cầm kiếm. Cung thủ và cầm kiếm hả? 25 con tất cả. Ôi 25 con thì hơi nhiều nha. Em sợ gọi là đặt ra không đủ nha. Sao không đủ? Đây, tại vì cái phòng nó nhỏ xíu à, làm sao mà đặt ra đủ được. Đây dư, em đặt thử dư, coi. Yên tâm dư. Ok rồi, để em đặt thử nha. Đây nè mấy bạn xem nè. Đây là những con lính cầm kiếm của mình anh em. Đó, mấy con lính này của mình là bọn nó sẽ cầm kiếm nha. Mình sẽ đặt bọn nó ra nè. Quá trời luôn, thấy không? Ok, đặt thêm mấy con cầm cung nữa nè. Đây là những con lính cầm cung nè. Màu đỏ nha anh em. Bên mình là màu đỏ, bên anh dịch là màu xanh nha. Rồi mình sẽ đặt hết mấy okay, con lính là, của mình đã ra. Rồi nè. Đó. Em cũng đặt ra sắp hết rồi nè, từ từ. Đặt ra. Em mở cửa cái nó quấn nhau liền nha. Rồi ok, em đặt ra xong hết nè. Ui các bạn coi kìa. Đoàn quân của anh dịch đang ở bên ngoài đang canh me mình kìa các bạn. Đó, thấy không? Nó muốn nhào vô đây nó quấn lộn rồi anh em thấy không? Đó, hai bên muốn quấn lộn với nhau rồi nè. Bây giờ mình sẽ mở cửa cho nó quấn lộn với nhau nha. Rồi mình mở cửa nha các bạn. Ôi mình hơi đi. Mình thấy hơi rung rồi đó. Mở cửa nè. Ôi quấn lên con. Rồi ok, chuẩn bị chưa? Dịch bầu đó đã chuẩn bị chưa? Rồi mở cửa xong lên tới tầng 2. Ok, rồi. Mở cửa. Quýnh nhau đi. Ok bạn xem nè. Đó, trời ơi. Bọn nó quýnh nhau kìa anh em. Đó bọn nó quýnh nhau kìa. Cung thủ với lại kiếm thủ đang quýnh nhau các bạn ơi. Ok. Quýnh nhau đi. Trời ơi bạn coi kìa. Trời ơi nó quýnh nhau kìa. Trời ơi nó bắn nhau kìa. Trời. Má nhìn nó nhúc ghê quá. Ừ. Đó, trời ơi anh dịch đạt được 6 điểm luôn rồi. Mình mới được có 0 điểm mà. Ủa kỳ vậy ta? Sao trận này con của mình yếu vậy? Ok, quýnh nhau đi mấy đứa. Rồi, còn có 1 phút nữa à mà bây giờ anh dịch được 19 điểm rồi, mình mới được có 1 điểm thôi à. Kỳ này chắc mình thua quá. Đánh đi. Ủa bạn xem kìa, trời ơi, mấy con màu đỏ của mình đang bị ép vô tường các bạn ơi. Ơi tội nghiệp bọn nó quá, bọn nó đang bị quýnh sắp mặt luôn anh em ơi. Đây gọi là đang gọi là một màn gọi là tấn công tổng diện cực kỳ khủng khiếp Rồi đúng xong, còn có một con thôi. Còn e giờ con bên nhất, một con nhất. Bên mình bây giờ còn có một con màu đỏ anh em ơi, màu xanh giết một hết mấy con màu đỏ của mình rồi. Đi đây con, đi mạnh mẽ lên. Một bình tao chấp hết. Đây là lên xe ôm rồi. Trời ơi. Rồi xong, mình được có 1 điểm à. Ôi yeah. Thua rồi. Trời ơi trời, thua anh em ơi. Trận này á mình nhục nhã quá. Anh dịch được đến tận 22 điểm. Mình được có 1 điểm thôi. Vậy là mình thua anh dịch đến tận 21 ôi, điểm ôi, luôn. Một bàn tên danh dự được rồi. Ok vậy trận này là mình với anh dịch gọi là hồi nhau nha. Rồi trận tiếp theo nè. Dịch vô đây dịch. Trời ơi trời. Mấy con lính của mình sao mà yếu quá vậy anh em. Hay là màu đỏ nó không hợp với mình ta. Mình nghĩ là như vậy là trận cuối cùng nè. Không gọi thú ăn nữa. Không gọi các chiến binh nữa. Cho hai con vua đấm nhau. Cho hai con vua đánh nhau hả? Ok. Rồi con nào thua thì con nào chết trước thì người đó thắng. Ok. Ừ. Nghe nó hơi sai ta. À quên. Con nào quyết chết con kia trước thì người còn sống thắng. Nhầm. Ừ. Ok rồi. Cho hai con vua đấm nhau nha. Lấy hai con vua thôi. Ok em lấy đó. Con vua ra nè. Vịt đem con vua của vịt xuống đây đi. Lần này em sẽ thắng cho anh coi. Ok 3, rồi 2 1 4 Đặt ra. Ok chạy. Đóng cửa lại. Ê sao lại đấm nhau đi. Ở đây nó quýnh nhau kìa anh. Nó quýnh nhau kìa. Quýnh nhau đi. Ôi, mở cửa ra ngoài xem. Mở cửa ra ngoài xem mày ơi. Đừng mở cửa nó đuổi người đấy. Không. Bọn nó đang tập trung vô nhau anh em ơi. Ôi bạn xem kìa. Con vua của mình đang quýnh con vua của dịch. Và con vua của dịch đang quýnh con vua của mình. Yeah. Con vua màu đỏ của mình đã chiến thắng rồi anh em ơi. Vua vậy hả? Ơi trời ơi. Con vua của mình giết luôn anh dịch luôn. Trời ơi. Mày thấy không? Trời, anh dịch quýnh không lại con vua của mình luôn kìa bạn. À, anh đâu anh thử anh quýnh nó coi. Ok trời. Ui, nó đâm anh một phát nửa kia máu không ơi. Ôi anh mày thấy làm chưa? Thấy anh thấy con vua của em nó mạnh chưa? Rồi xong dịch sợ quá dịch chạy. Không chạy mà lạnh cho nét đi nữa. Ok bạn ơi, vậy là trận này là mình chiến thắng nha. Rồi ok, dịch có muốn đấu tiếp không? Thêm trận nữa nha. Không, nhường em gái. Thôi trận nó đi, chị nhường em gái. Em là con trai mà, nhường em gái. Ok bạn.
Ok bạn ơi, giờ mình sẽ tiếp tục trận này là trận thứ 4 nha. Ok, trận thứ 4 này là chúng ta sẽ đấu như thế nào đây Dịch? Trận thứ 4 này hả? Trận thứ 4 là bây giờ là gì ta? À, chúng ta sẽ chơi là một con vua, một con đấu sĩ với một con đánh thường và một con cầm cung, được không? Chơi không? Bây giờ chơi tổng được không? Hả? Đặt hết luôn á. Đặt hết thì hơi lâu quá nha. Hơi lâu luôn nha. Lo gì cho đồ đập nhau chơi. Thôi em không đặt hết đâu. Giờ chơi là mỗi thứ một con thôi. Không chơi đặt hết đâu. Chơi đặt hết thì nó lâu lắm. Chơi mà kiểu gọi là vô cái quất liền luôn á, là phân thắng bại luôn thì nó mới vui, anh hiểu không? Ok. Mỗi thứ một con. Ok, mỗi thứ một con nha. Em đặt bên này, em đặt ở ngoài đi, cho xuống đỡ chui về nhà. Ok, đặt ở ngoài đúng không? Rồi em đặt rồi. Nha. À, ở đây nè, một con gọi là đánh thường nè, một con vua nè, một con cầm cung nè, một con cầm kiếm nè. Rồi ok, xong rồi đó. Quấn nhau đi. Xong rồi đi. Ồ, quấn nhau kìa nè. Quấn nhau đi. Ok, mở đóng cửa lại. Ok rồi. Quấn nhau đi anh em. Trời ơi, bạn xem kìa. Đó, hai con vua đang đánh nhau các bạn ơi, với lại là mấy con lính đang đánh nhau nè. Để xem coi trận này mình với anh Dịch là bên nào thắng nha. Một con phao lông mê bên này rồi. Con vua của Dịch chết rồi. Con vua của Dịch chết rồi. Con vua của Dịch đã bị đánh chết. Ok, con vua là mạnh nhất anh em ơi, mà nó mạnh lắm cho nên là con vua của mình còn sống là mình hy vọng mình thắng rồi đó. Ok, hai điều rồi. Ok. Rồi xong. 3-2. 3-2. Quýnh thêm con này nữa. Chém vua đi con. Quýnh đi không? Phong bể nó dí ở kia ở đầu xanh. Để em núp vô nhà, em núp vô nhà. Sao đánh được? Ok, từ núp vô nhà nè. Ok, trời, còn có mỗi bên anh còn có mỗi một con cầm kiếm, làm sao quýnh lại con vua của em được. Rồi xong. Yeah, 4-3. Vậy là con vua của em đã giành chiến thắng. Hay quá vua ơi. Trời ơi, bạn xem nè, con vua của mình khỏe chưa? Đến tận bây giờ nó vẫn gọi là khỏe luôn. Ok bạn ơi, thì trong trận này á là mình đã thắng anh Dịch là được gọi là 3 trận nè. Anh Dịch chỉ thắng mình được có 1 trận thôi. Dạ, coi như là mình đã chiến thắng anh Dịch rồi. À, anh em thấy mình ghê không? Đó. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng á là video đã dài lắm rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và anh em thấy thích gọi là đội quân màu đỏ hơn hay là thích đội quân màu xanh hơn thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình nữa nha. Còn bây giờ bye bye. Yêu anh em bãi rồi. Tạm biệt.